Trong phần 3, chúng ta sẽ xem một số trường hợp trong Kinh Thánh nói về những người đã hạ thấp sự vĩ đại của Chúa thành hình ảnh mà họ dựng nên, và họ lầm tưởng rằng Chúa giống như con người hư hoại. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Amen, amen. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, con cảm tạ những gì Ngài phán với chúng con một lần nữa. Ngài không chỉ phán với chúng con mà còn khai phóng trong đời sống chúng con thần kính sợ của Chúa. Đây là điều mà Chúa Giêsu đẹp lòng. Đây cũng là điều chúng con hài lòng. Con cầu xin Chúa không chỉ lời Ngài xuyên thủng tấm lòng của chúng con, mà chúng con còn cảm nhận thần kính sợ Chúa đến trên chúng con và trong chúng con, hầu cho Chúa Giêsu được tôn cao. Vì khi chúng ta ngắm xem Ngài, Thánh Linh ơi, cho chúng con ngắm xem Ngài, chúng con sẽ đi từ vinh hiển đến vinh hiển bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng con dâng cho Ngài vinh hiển, tôn trọng, ngợi khen và cảm tạ trong danh quyền năng oai nghi thánh khiết và oai nghi Chúa Giêsu. Amen. Dâng cho Chúa sự ngợi khen. Amen. Nào, dâng cho Ngài sự ngợi khen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Chúng ta có thể ngồi xuống và đi ngay vào bài học tới. Chúng ta đang ở bài số 3 với chủ đề kính sợ Chúa, và tựa phần này là vinh hiển của Chúa. Tôi đã nói điều này trong bài vừa rồi và tôi sẽ nói điều này trở lại. Chúng ta sẽ bàn tiếp về vinh hiển hay sự vĩ đại của Chúa, vì chúng ta không thể kính trọng hay tôn trọng Ngài đúng mức nếu không biết Ngài vĩ đại như thế nào. Để giải thích, hãy để tôi mô phỏng cảnh này. Chúng ta hãy tưởng tượng, giả sử có một người ở tại một nước nọ và không ngờ nước này trở thành một nước hùng mạnh nhất trên thế giới. Người này tìm ra những khám phá khoa học quan trọng và đầy ý nghĩa mà con người chưa từng biết. Không chỉ thế, anh ta là một nhà thiết kế và vẽ ra những thiết kế hợp trào lưu, không chỉ cho nước của anh ta, mà còn cho nhiều nước trên thế giới. Những khám phá khoa học của anh ta không chỉ mang lại ích lợi cho nước Anh mà còn nhiều nước trên thế giới. Anh ta không chỉ là nhà khoa học mà còn là một vận động viên. Thật ra, không có một vận động viên nào giỏi hơn anh ta. Dù đó là lĩnh vực tòa án, thể thao hay đồng án, người này là người giỏi nhất trong mọi người. Anh không chỉ là một nhà phát minh, nhà khoa học, nhà thiết kế và vận động viên. Anh cũng là một vị vua của đất nước hùng mạnh nhất thế giới này. Anh quyết định đi một chuyến đến một nước khác, một nước nhỏ hơn nước của anh ta. Đất nước nhỏ bé mà anh đến thăm nhận được ích lợi từ những khám phá khoa học, những thiết kế và mọi thứ mà anh khám phá ra. Nhưng anh vẫn quyết định đến thăm nước đó. Ta sẽ đến thăm mà không cần thủ tục ngoại giao. Ta không đi thăm với sắc phục vua chúa. Ta sẽ thăm nước này như một người bình thường. Ta sẽ ăn mặc áo quần bình thường và đi bộ tại nước này, dù nó nhỏ bé hơn đất nước của ta rất nhiều. Vậy chuyện gì xảy ra? Tôi tưởng tượng dân chúng sẽ đối xử với anh như một người bình thường. Dân chúng đôi khi hơi khiếm nhã với anh ta vì là vị khách. Có lẽ họ không thèm để ý và tôn trọng anh ta. Thật ngạc nhiên là khi anh ở trong nước, khi anh ta ở quê nhà, nơi nào anh ta đi, cả một đám đông tụ tập để gặp anh ta. Nơi nào anh ta đến thì anh được đón chào và kính trọng vô cùng. Tuy nhiên, khi anh ta đến thăm đất nước nhỏ bé này, dân chúng không quen biết anh ta, không thèm để ý đến anh, không đối xử tử tế, không tôn trọng, giúp đỡ hay ủng hộ anh. Quý vị có thấy chuyện này xảy ra không? Nào, chúng ta hãy nghe câu chuyện của Chúa Giêsu đến thế gian trong Giăng đoạn 1 câu 10 và câu 11. Kinh Thánh nói: Ngôi Lời ở trong thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp. Con người vĩ đại này đến thăm một đất nước nhỏ bé đã mang ơn của anh ta. Chúa Giêsu đấng tạo dựng thế gian và ban cho chúng ta khôn ngoan để khám phá những phát minh khoa học đã đến. Và thế gian là thế giới mà được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. Nhưng bi kịch hơn hết là Ngài đến với dân của Ngài, những người giảng về sự hiện đến của Ngài, những người đã nhận ích lợi từ lời hứa giao ước của Ngài, những người đã được giải cứu khỏi sự trói buộc nhờ quyền năng lớn lao của Ngài. Ngài đến
đến với dân mình mà dân mình không đón nhận Ngài. Họ không chỉ không nhận ra Ngài mà còn không đón nhận Ngài. Chúa nêu ra lý do tại sao. Ngài tiên tri điều này qua tiên tri Ê-sai và Chúa Giê-xu trích lời của Ê-sai chú phán. Vì dân này đến gần ta bằng miệng, tôn vinh ta bằng môi, nhưng lòng thì xa cách ta. Sự chúng nó kính sợ ta chỉ là điều răn của loài người, do loài người dạy bảo. Và bạn diễn ý là dân này tự xưng là dân Chúa nhưng không chịu vâng lời ta. Dân này thờ phượng ta theo lối đọc kinh như vẹt. Quý vị có thấy được điều Chúa phán không? Ngài phán dân Israel hạ thấp sự vĩ đại của Chúa xuống tới mức con người hư hoại mà không suy nghĩ đúng đắn Chúa là ai. Họ phục vụ một Đức Chúa Trời theo hình ảnh mà họ tạo ra chứ không phải hình ảnh thật, mà theo tiêu chuẩn do con người tạo ra. Việc họ kính sợ Ngài được dạy bởi mạng lệnh của con người. Cách mà họ nhìn Ngài là do mạng lệnh của con người. Quý vị có hiểu được điều này không? Nói đơn giản, họ làm cho Đức Chúa Trời nhỏ hơn hình ảnh thật của Ngài. Quý vị có theo kịp không? Đây là căn nguyên của tội lỗi Adam. Điều này không chỉ dành riêng cho thế hệ lúc Chúa Giê-xu còn sống trên đất. Việc này đã xảy ra từ thế hệ này cho đến thế hệ khác, cho đến thế hệ khác trước đó. Không may thay, Adam và Eva đã nghe theo sự khôn ngoan của con rắn. Con rắn nói trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 5, vì Đức Chúa Trời biết ngày nào đó ông bà ăn trái ấy, mắt ông bà sẽ mở ra, ông bà sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời biết điều thiện, điều ác. Thật là vô ích cho Adam khi nghĩ rằng ông có thể bằng Đức Chúa Trời mà không cần đến Đức Chúa Trời. Đây là lúc rất hay để nói Amen. Do suy nghĩ viển vông, Adam đã hạ thấp sự vĩ đại của Chúa. Đây cũng là điều Lucifer, là một cherubim được sức giàu ở trên trời, là người hướng dẫn, ngợi khen và thờ phượng đã làm. Lucifer nói, ta sẽ lên trời, ta sẽ bằng đấng chí cao. Trong Ê-sai đoạn 14 câu 14, trong suy nghĩ của nó, Lucifer hạ thấp hình ảnh của Chúa, sự vĩ đại của Ngài xuống tới mức của nó. Nó là cherubim đứng đầu ở thiên đàng, nhưng nó hạ thấp Đức Chúa Trời xuống tới mức của nó. Đây là cách nó cũng hạ thấp Adam và Eva. Nó lấy đi sự kính sợ Chúa để họ không vâng lời Chúa. Căn nguyên của tất cả sự bất tuân, căn nguyên của tội lỗi là thiếu đi sự kính sợ Chúa. Quý vị có nói Amen được không? Dân Israel trong đồng vắng đã phạm tương tự như vậy. Dân Israel bị nô lệ 430 năm dưới tay người Ai Cập. Chúa dấy lên một người giải cứu tên là Môi-se. Môi-se được đào tạo làm hoàng tử trong cung vua Pharaoh, người bắt dân Israel làm nô lệ. Chúa bày tỏ chính Ngài cho Môi-se trên núi Sinai tại bụi gai cháy. Chúa phán, ta ngự xuống để giải cứu dân ta và ngươi là người giải cứu mà ta sẽ dùng. Môi-se giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Điều lạ lùng đối với tôi là thế này. Tôi nhìn xem Môi-se, ông được trưởng dưỡng trong cung vua, có tất cả tôi tớ và hầu hạ ông. Ông có tất cả mọi thứ mà tiền bạc có thể mua được. Nhưng khi ra khỏi Ai Cập, ông không hề nói rằng tôi muốn quay lại đó hay tốt hơn hết là tôi ở tại Ai Cập. Ông cũng trải qua những khó khăn như dân Israel, nhưng dân Israel thì cứ nói tốt hơn hết là để chúng tôi quay lại Ai Cập. Môi-se tự nhủ, điều gì khiến mình tập trung nơi Chúa? Điều mà khiến tôi nói, tôi không bao giờ muốn quay lại đó, chính là cái nhìn thoáng qua về sự vĩ đại của Chúa trong bụi gai cháy. Tôi đã nghe lời Chúa phán ra từ chính miệng Ngài. Tôi cần dẫn dân này đến ngọn núi đó. Đó là lý do ông nói với Pharaoh, hãy để cho dân ta đi để họ thờ phượng ta ở sa mạc. Ông không nói hãy để họ đi để họ đến xứ hứa. Tại sao ông lại muốn dẫn họ đến xứ hứa nếu trước tiên không giới thiệu cho họ biết đấng ban lời hứa? Nếu quý vị đem người ta đến những lời hứa của Chúa,
Chúa mà không giới thiệu cho họ đến với Chúa Giêsu, họ sẽ biến xứ hứa thành nơi thờ hình tượng. Môi-se nói, tôi phải đem họ đến ngọn núi nơi mà tôi đã gặp gỡ Chúa. Khi tôi lên ngọn núi đó, Chúa đã phán với tôi và Ngài phán, Ngài muốn bày tỏ cho các ngươi sự vĩ đại của Ngài, sự vinh hiển của Ngài. Đây là điều các ngươi cần làm. Hãy chuẩn bị cho hai ngày tới, vì vào sáng thứ ba, Chúa sẽ ngự trên núi này và bày tỏ vinh hiển sự vĩ đại của Ngài. Chúa ngự xuống trên núi đó vào ngày thứ ba. Khi Ngài ngự xuống, dân sự phản ứng cách lạ lùng. Trong lúc khiếp sợ, họ chạy trốn khỏi Chúa. Đó là lý do Môi-se nhìn họ trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 20 và nói, anh chị em đừng sợ, Đức Chúa Trời đến để thử anh chị em, để anh chị em có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và không phạm tội với Ngài. Mọi người hãy nói đừng sợ. Ý ông muốn là đừng khiếp sợ Chúa, vì Chúa ngự đến để thử các ngươi, xem thử có sự kính sợ Ngài trong các ngươi hay không. Vì chính sự kính sợ Chúa giữ cho các ngươi khỏi phạm tội. Ngay lúc đó, Môi-se phân biệt sự khác nhau giữa việc kinh khiếp và việc kính sợ Chúa có sự khác nhau. Vì dân sự Chúa không kính sợ Ngài, nên họ chạy trốn và nói, Môi-se ơi, chúng tôi sợ Chúa quá, chúng tôi quá sợ Ngài, ông hãy lên nói chuyện với Ngài, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì Ngài phán, đúng không? Vì thế, Môi-se lên với Chúa và Chúa phán, thôi được, ta muốn con và A-rôn lên đỉnh núi. Thật lý thú là nếu quý vị đọc tiếp trong sách Xuất Ai Cập, thì cuối cùng Môi-se lên trên đỉnh núi ở với Chúa 40 ngày và 40 đêm. A-rôn vì lý do nào đó đã ở lại với dân chúng. Tại sao? Vì ông thấy thoải mái ở giữa dân chúng hơn là ở trong sự hiện diện của Chúa. Đây là điều mà quý vị sẽ phát hiện nơi những người không kính sợ Chúa, vì họ cảm thấy thoải mái khi gần gũi con người hơn là khi gần gũi Chúa. Người mà thật sự kính sợ Chúa thích con người, nhưng họ yêu thích sốt sắng đến gần Chúa vì sự kính sợ Chúa thu hút họ đến với Ngài. Kính sợ Chúa sẽ giải cứu quý vị khỏi mọi nỗi sợ con người. Người ta bị mắc bẫy bởi nỗi sợ con người. Người ta nghĩ gì về tôi? Đó là những người thiếu đi kính sợ Chúa. Ôi, sự kính sợ Chúa thật tự do và thoải mái biết bao, amen. Khi Môi-se ở trên núi, Chúa bày tỏ chính Ngài cho ông. Nhưng quý vị biết không, A-rôn đã làm gì? Dân chúng quy tụ lại A-rôn. A-rôn có ân tứ lãnh đạo trong đời sống ông. Ân tứ lãnh đạo là một phẩm chất thu hút đám đông. Nếu một người có ân tứ lãnh đạo trong đời sống họ, người ta sẽ được thu hút đến người đó. Nó là một phần của ân tứ đó. A-rôn có ân tứ đó trong đời sống ông. Người ta được thu hút đến với ông. Dân chúng tụ tập quanh ông và nói với ông, A-rôn ơi, hãy làm cho tôi một vị thần đi trước chúng tôi. A-rôn bảo họ hãy dâng bạc vàng, và ông đúc vàng bạc đó và nắn thành một con bò vàng. Chúng ta biết câu chuyện này rồi, phải không? Sau đó trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 32 câu 4, khi làm xong con bò vàng, dân chúng thốt lên câu này. Đây là thần của các ngươi. Hỡi Israel đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai Cập. Từ thần này là từ trong tiếng Hebrew Elohim. Elohim được dùng khoảng 2.000 lần trong Cựu Ước. Phần lớn cách dùng từ Elohim đều nói đến Đức Chúa Trời toàn năng mà chúng ta phục vụ. Có vài lần Elohim được dùng trong Cựu Ước để mô tả tà thần. Quý vị có theo kịp không? Nhưng hãy để cho tôi nói rõ, từ này cũng nói đến chính Đức Chúa Trời. Nếu quý vị đọc trong Sáng Thế Ký, xuất hiện trên 30 lần chỉ trong Sáng Thế Ký thứ nhất. Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Từ Đức Chúa Trời là Elohim. Chúng ta phải đọc từ này trong mạch văn để tìm hiểu nói đến ai. Dân chúng nói, này là thần của các ngươi, hỡi Israel đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập. Họ đang nói về ai? Chúng ta sẽ tìm thấy trong câu kế tiếp ở câu 5. A-rôn nói với dân chúng, ngày mai sẽ là lễ cho Chúa. Quý vị có thấy từ Chúa không? Từ Hebrew, Chúa này là từ Jehovah hay Yahweh. Đó là danh đích thực của Đức Chúa Trời, thánh khiết đến độ sau này các thầy thông giáo Do Thái không dám viết danh thánh này. Danh đó là Jehovah hay Yahweh, không hề được dùng để mô tả tà thần trong Kinh Thánh. Chuyện này xảy ra là con bò đó sau khi lấy ra từ lửa, và dân chúng nói, kìa Elohim,
Đấng đã giải cứu chúng ta ra khỏi Ai Cập. Rồi Aaron nói, ngày mai là lễ cho Chúa, chỉ ngay vào con bò vàng, và ngày hôm sau dân chúng nhảy múa và làm đủ chuyện. Điều lạ lùng là họ không nhìn con bò vàng mà nói, kìa, một số thần Ai Cập đã giải cứu chúng ta ra khỏi Ai Cập. Mà họ lại nói, kìa, Yahweh. Họ không chối rằng Yahweh đã giải cứu họ ra khỏi Ai Cập. Họ vẫn xưng nhận rằng Ngài là Đức Chúa Trời mà họ phục vụ. Tuy nhiên, họ hạ thấp hình ảnh của Ngài xuống tới mức hình ảnh mà họ quen thuộc trong xã hội họ đã sống 400 năm, và đó là hình ảnh của con bò vàng. Quý vị có hiểu không? Họ hạ thấp hình ảnh của Đức Chúa Trời, vinh hiển của Ngài xuống tới mức hình ảnh mà họ quen thuộc. Đó là lý do Đức Chúa Trời mời Aaron lên đỉnh núi. Chúa không muốn vị lãnh đạo này diễn giải sai về Ngài. Nhưng vì ông chọn giao du với dân chúng, nên những gì mà ông được xã hội nắng đúc thì bấy giờ mới phát sinh. Đó là lý do khi nắng xong con bò vàng thì ông nói, kìa, chúng ta sẽ giữ lễ cho Chúa, Đấng đã giải cứu chúng ta ra khỏi Ai Cập. Quý vị nói amen. Trong Cựu Ước, người ta đã hạ thấp Đức Chúa Trời theo hình ảnh mà xã hội họ đang sống. Tôi có một tin này mà không phải là tin vui. Sứ đồ Phao-lô nói điều tương tự xảy ra trong thời Tân Ước. Thật ra, ngay trong thời đại mà chúng ta đang sống ở đây. Vì Roma đoạn 1 câu 20, Phao-lô viết, vì những gì của Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, kể cả quyền năng vĩnh cửu lẫn thần tính của Ngài, thì từ thuở sáng tạo vũ trụ đã được thấy rõ nhờ nhận thức về các tạo vật, nên họ không còn cách nào bào chữa được, vì họ đã biết Đức Chúa Trời nhưng không tôn vinh cảm tạ Ngài là Đức Chúa Trời. Trái lại, họ suy tưởng những chuyện hư không và lòng dạ ngu dốt của họ ra tăm tối. Chúng ta vừa mới nói ở bài trước về các ngôi sao và cõi tạo vật. Đức Chúa Trời được bày tỏ trong cõi tạo vật há không phải lạ lùng sao? Quý vị hiểu được điều này không? Họ biết Đức Chúa Trời. Họ không tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời, cũng không biết ơn Ngài. Họ không tôn vinh Ngài vì Ngài đáng như vậy. Dân Israel nhìn nhận Chúa giải cứu họ, nhưng họ không dâng sự tôn trọng, kính sợ và vinh hiển như Ngài xứng đáng nhận. Vâng, chuyện này không thay đổi gì mấy. Hãy xem trong Roma đoạn 1 câu 23. Đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt ra giống như hình tượng của loài người hư nát, của chim trời, của thú đồng và loài bò sát. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt ra giống như hình tượng của loài người hư nát. Trong xã hội ngày nay, chúng ta không thờ con bò, côn trùng hay bò sát, đặc biệt là trong văn hóa Mỹ. Quý vị sẽ thấy điều này ở châu Á, nhưng quý vị không thấy điều này trong văn hóa chúng ta. Văn hóa chúng ta thờ gì? Thần tài. Nhưng chúng ta hãy đi sâu vào căn nguyên của vấn đề này, đó là con người hư hoại. Báo chí vội tâng bốc người ta lên, họ muốn biến các ngôi sao nhạc rock thành thần tượng dưới con mắt của thiếu nhi. Chúng ta thờ con người hư hoại trong xã hội này. Quý vị nhìn vào chủ nghĩa nhân bản về căn bản là thờ con người. Xã hội chúng ta không hạ thấp Đức Chúa Trời thành hình ảnh con bò. Cái mà chúng ta hạ thấp chính là hạ vinh hiển của Ngài xuống thành hình ảnh như chúng ta. Nói cách khác, chúng ta hạ thấp Ngài xuống tới mức như chúng ta. Ý tưởng này đã xảy ra trong đầu tôi nhiều năm lắm rồi. Chúng ta phục vụ Chúa theo hình ảnh mà chúng ta dựng nên. Nếu quý vị muốn lắng nghe thêm sự giảng dạy đầy quyền năng của diễn giả John và Lisa Bevere, nếu quý vị biết ai đó nói những thứ tiếng mà không phải là tiếng Anh, xin hãy vào trang web www.cloudlibrary.org. Hãy chọn thứ tiếng của bạn, rồi chọn những tư liệu trong thư viện như sách e-book. Cùng những sách vở và tư liệu cập nhật thường xuyên và nhiều thứ nữa. Để biết thêm, hãy vào trang web www.cloudlibrary.org. Tôi đi lại hầu việc Chúa đến hàng trăm, có thể là hàng ngàn hội thánh trong 25 năm qua. Tôi quan sát cách chúng ta hạ thấp hình ảnh của Chúa xuống thành người như chúng ta. Ngài là bạn của tôi. Ngài là bạn thân của tôi.
Đừng hiểu lầm tôi, Chúa Giêsu phán các ngươi là bạn ta. Nhưng sau đó, Ngài đưa ra tiêu chuẩn cho việc này. Ngài phán, nếu các ngươi làm bất cứ điều gì ta truyền bảo. Abraham là bạn của Chúa vì ông vâng lời Chúa, ông run sợ trước lời Ngài. Ông vâng lời Chúa dù ông không hiểu hết mọi vấn đề. Khi Chúa phán, hãy dâng con một của ngươi cho ta, đứa con mà ngươi đã chờ đợi 25 năm. Chúa phán, ngươi là bạn ta. Chúa Giêsu phán, ngươi là bạn ta nếu ngươi làm theo mọi điều ta truyền bảo. Nhưng chúng ta hay lạm dụng gọi Chúa là bạn của chúng ta. Chúng ta hạ thấp hình ảnh của Ngài trong nhiều năm xuống thành ông thần tài, từ trên trời xuống ban cho chúng ta nhiều điều mà chúng ta muốn. Bây giờ chúng ta nhận ra rằng Chúa hiểu nhu cầu của chúng ta. Ngài hiểu rồi, Ngài ban cho chúng ta bất cứ điều gì mà chúng ta ước ao. Về căn bản, điều chúng ta đã làm là hạ thấp Chúa xuống tới hình ảnh của chúng ta theo hai cách. Hãy nói hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta hạ thấp hình ảnh của Chúa xuống như hình ảnh con người. Hành xử như thể là Chúa không thấy những hành động, thái độ hay lời nói của chúng ta. Nếu quý vị xem trong Ezechiel đoạn 8 câu 12, Chúa nói câu này về các lãnh đạo thuộc linh của một đất nước có đạo, một đất nước có giao ước với Chúa, lãnh đạo của dân sự Chúa. Đây là điều Chúa đang phán. Trong Ezechiel đoạn 8 câu 12 có viết như thế này. Hỡi con người, ngươi có thấy những điều các trưởng lão nhà Israel đang làm trong bóng tối không? Mỗi người trong phòng đầy hình tượng của mình. Vì Chúa nói rằng, Chúa không thấy chúng ta đâu, Chúa đã từ bỏ đất nước này. Họ tạo ra hình ảnh về Chúa trông giống như thế nào? Nếu quý vị ở trong một nước như nước Israel, quý vị không thể nói Chúa không hiện hữu. Nếu quý vị ở trong một nước có bề dày lịch sử như dân Israel có, quý vị sẽ không bao giờ nói có chủ ý Chúa không nhìn thấy chúng tôi. Đây không phải là điều mà họ nói lớn tiếng nghe với nhau. Cá nhân tôi tin đây là điều họ phát triển sâu xa trong lòng họ vì họ thiếu đi lòng kính sợ Chúa. Họ đinh ninh rằng Chúa giống như phần lớn chúng ta. Tôi có thể che giấu bạn động cơ ý định của tôi. Tôi có thể che giấu người ta nhiều điều. Họ nghĩ họ có thể che giấu Chúa những gì họ đang làm. Đó là cách họ làm giảm hình ảnh của Ngài xuống như hình ảnh của con người. Và đó là cách nhiều người ngày nay hạ thấp hình ảnh của Chúa Giêsu khác với hình ảnh thật của Ngài đối với con người. Nếu chúng ta đọc trong Tân Ước, chúng ta sẽ nhận ra rằng trong Hebrew đoạn 4 câu 13 nói, không một tạo vật nào, không có điều gì che giấu khỏi Chúa. Và tôi muốn nói một lần nữa, không có gì che giấu khỏi Chúa. Tôi đang đọc ở Tân Ước nha. Ngay bây giờ tôi không đọc Cựu Ước đâu. Tôi đang đọc tác giả thư Hebrew, một trong những thư tín sâu cùng của Tân Ước. Ok? Không có vật gì che giấu khỏi Chúa. Nào, tôi muốn quý vị để những lời này chìm sâu trong quý vị. Quý vị không thể che giấu điều gì khỏi Ngài. Nhưng biết bao nhiêu người đã thử làm. Biết bao nhiêu người ý thức sâu xa như các lãnh đạo dân Israel rằng Chúa không thấy chúng ta. Nếu quý vị thật sự tin rằng không gì giấu khỏi Chúa, tôi cá quý vị sẽ không dám nói xấu mục sư của mình như cách mà quý vị đã từng nói về mục sư đó. Tôi cá là quý vị sẽ không nói về anh em mình như cách mà quý vị đã từng nói. Tôi cá một số người trong quý vị sẽ đánh dấu hỏi về một số động cơ của quý vị. Nếu quý vị thật sự bước đi với Thánh Linh của Chúa, tôi không phải là người giảng luật pháp đâu. Chủ nghĩa tuân giữ kinh luật đã bị tiêu diệt. Tôi ghét chủ nghĩa giữ kinh luật. Chúa ghét chủ nghĩa tuân giữ kinh luật. Lạ lùng là khi tôi vào tù thăm Jim Baker, ông nói Chúa phán điều này với ông và tôi không bao giờ quên được. Chuyện đã xảy ra cách đây 16 năm. Chúa phán trong lòng ông ở trong tù, ông hầu như khóc khi cầu nguyện. Jim, tại sao dân sự ta cứ dẫn chơi với những điều mà khiến ta chịu đóng đinh? Tôi suy nghĩ chúng ta không thể nói năng.
theo cách mà chúng ta nói chuyện với con cái hay vợ chồng chúng ta, nếu chúng ta thật sự tin rằng chúng ta không thể che giấu Chúa điều gì. Khi quý vị sống trong ý thức về sự kính sợ Chúa, quý vị biết rằng không thể che giấu Ngài điều gì. Tôi nghe các mục sư nói nhiều điều về tôi. Trước khi tôi vào ngồi ở chỗ kia, run sợ và tự nhủ, làm sao mà mấy anh nói như vậy đang khi hầu việc Chúa? Làm sao nói như vậy được? Quý vị có nghĩ là Chúa bỏ qua không hay là Chúa lắc đầu? Có theo kịp tôi không? Trong Hebrew đoạn 4 câu 13, Chúa nói, không có tạo vật nào che giấu được đấng tạo hóa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Ngài là đấng ta phải báo cáo mọi việc, mọi thứ, mọi động cơ, mọi ý tưởng, mọi lời nói, mọi việc làm đều phơi bày trước mắt Ngài vì Ngài không phải là con người. Quý vị có theo kịp tôi không? Đây là lý do mà Chúa Giêsu nói với những người mà Ngài yêu mến trong Luca đoạn 12 câu 2 cho đến câu 5. Không điều gì che đậy mà sẽ khỏi bị tỏ bày. Không điều gì giấu kín mà sẽ khỏi bị phát hiện. Vì thế, những gì các con nói trong tối sẽ được nghe ngoài sáng. Những tiếng rỉ tai trong lòng riêng sẽ được công bố trên sân thượng. Ta bảo các con, những bạn thân của ta, đừng sợ kẻ giết thân xác rồi sau đó không làm gì được nữa. Nhưng ta sẽ bảo cho các con phải sợ ai. Hãy kính sợ đấng sau khi giết rồi có quyền ném vào hỏa ngục. Phải, ta bảo các con hãy sợ đấng ấy. Ngài đang nói gì đây? Khi các ngươi kính sợ Chúa, các ngươi sẽ không đề cao con người thật của mình. Người nào đề cao mình hơn con người thật của mình là lừa dối mình. Phao-lô nói, tôi phục vụ Chúa với một lương tâm thánh sạch. Nói cách khác, tôi đã giữ lương tâm, tôi không bị ô uế. Tôi chỉ nói thật con người của tôi và nếu tôi có làm điều gì sai, tôi sẽ đến với Chúa và để ân điển Ngài sửa đổi tôi. Hallelujah! Ân điển của Ngài là sự hiện diện quyền năng của Ngài, ban cho chúng ta khả năng làm những gì mà chúng ta bởi sức riêng không thể làm được. Người kính sợ Chúa sẽ nói, điều này không hay. Trước đây tôi đã nói xấu về một số người, tôi hay làm chuyện này trước đây lắm. Bây giờ tôi sẽ không che đậy chuyện này nữa. Tôi sẽ không làm ra vẻ là một người thiêng liêng khi mà thực tế tôi lại nói xấu về anh chị em của tôi sau lưng. Chúa ơi, đây là sự ghê tởm đối với Ngài. Ngài ghét điều này, gieo sự chia rẽ giữa vòng anh em. Chúa ơi, xin hãy cất điều này ra khỏi đời sống con. Chuyện thực tế là quý vị không còn gì để che giấu nữa. Kính sợ Chúa là trong sạch. Thi Thiên đoạn 19 câu 9. Mọi người hãy nói trong sạch. Không điều gì che đậy mà sẽ khỏi bị tỏ bày. Không điều gì giấu kín mà sẽ khỏi bị phát hiện. Vì thế, những lời các con nói trong tối sẽ được nghe ngoài sáng, sẽ được công bố trên sân thượng. Ta bảo các con, những bạn thân ta, đừng sợ những kẻ giết thân xác rồi sau đó không làm gì được nữa. Nhưng ta sẽ bảo cho các con phải sợ ai? Hãy sợ đấng sau khi giết rồi còn có quyền ném vào hỏa ngục. Phải, ta bảo các con hãy sợ đấng ấy. Những câu kinh thánh đầy sức thuyết phục. Sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 8, chúng ta tin tưởng và mong ước rời khỏi thân xác để về nhà với Chúa thì tốt hơn. Chúng ta biết ngay rằng Phao-lô nói đến cơ đốc nhân vì khi một tội nhân lìa khỏi thân thể thì họ xuống địa ngục. Đây không phải là câu nói cọc cằn khó nghe mà đây là một sự thật. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giê-xu phán ta đến không phải để lên án thế gian mà là để cứu thế gian, vì thế gian đã bị lên án rồi. Ngài đến để cứu chúng ta khỏi những gì mà chính chúng ta bị kết án. Phao-lô nói ở đây khi chúng ta lìa khỏi thân thể, đó là khi chúng ta bước vào sự hiện diện của Chúa. Chúng ta biết ông đang nói đến các cơ đốc nhân trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 9. Như thế, dù còn trong thân xác hay lìa khỏi thân xác, mục đích của chúng ta là sống đẹp lòng Chúa. Kính sợ Chúa thôi thúc chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Nhiều khi quý vị phải lựa chọn, tôi muốn đẹp lòng con người tôi thấy được hay là làm đẹp lòng đấng mà tôi không thấy. Kính sợ Chúa giữ Chúa luôn trước mặt quý vị. David nói, tôi luôn đặt Chúa trước mặt tôi. Kính sợ Chúa giữ Chúa trước mặt quý vị để quý vị không
không làm tổn thương đấng mà quý vị không thấy, dù quý vị buộc lòng làm tổn thương người mà quý vị thấy. Trong câu 10 và câu 11, vì tất cả chúng ta, mọi người hãy nói, chúng ta, vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án Chúa cứu thế, để mỗi người sẽ nhận phần của mình tùy theo những điều thiện, điều ác mình đã làm khi còn ở trong thân xác. Vậy, vì biết thế nào là kính sợ Chúa, chúng tôi thuyết phục người ta, còn Chúa thì biết rõ chúng tôi và hy vọng anh chị em cũng biết rõ chúng tôi trong lương tâm mình. Nhưng chúng ta sẽ khai trình về những điều mà chúng ta làm không đẹp lòng Chúa khi còn trong thân thể này. Chẳng hạn Phi-e-rơ hành xử như kẻ giả hình vì ông ăn ở chung với các tín hữu ngoại bang. Khi các sứ đồ khác, Gia-cơ và một số người khác từ Jerusalem tới, ông lánh xa các anh em dân ngoại và tách mình ra vì ông không muốn Gia-cơ bực mình về chuyện ông ăn ở chung với dân ngoại. Paulo trước mặt toàn thể hội thánh Galati nói ông là kẻ giả hình. Ông thiếu đi sự kính sợ Chúa trong trường hợp này. Đây có lẽ là điều tồi tệ mà Phi-e-rơ phải khai trình. Đó không phải là tội khiến ông mất cõi đời đời, mà là tội ông phải khai trình. Quý vị có theo kịp không? Tôi nói quý vị có theo kịp không? Cái thứ hai, chúng ta hạ thấp Chúa xuống tới mức mà chúng ta đinh ninh rằng Chúa giống như chúng ta. Họ sẽ nói, Chúa là bạn của tôi, Ngài hiểu tấm lòng tôi, nhưng thường đây là sự biện minh cho những hành động trái với giao ước của Ngài. Thực tế là họ không làm theo lời Chúa. Trong Thi Thiên đoạn 50 câu 16 cho đến câu 22, Chúa phán: Sao các ngươi trích luật pháp ta, nói như thể chúng ta là bạn thân của nhau? Ngài phán: Các ngươi ủng hộ cho lối giảng dạy nào? Quý vị biết Chúa không phán với ai đó trong quán bar và không muốn có liên hệ gì với Chúa, muốn ngủ ở nhà mỗi sáng Chủ nhật. Những người trong quán bar không nói với bạn bè: Anh chị biết không, tôi mới nhận khải thị quan trọng từ Chúa. Ngày nọ tôi đang đọc lời Chúa. Không, Ngài không nói với tội nhân trên đường phố. Ngài đang nói với những người giảng lời Ngài mà gọi mình là bạn của Chúa. Ngài phán: Tại sao các ngươi đọc luật lệ ta? Vì sao ngươi nhận giao ước ta bằng môi miệng? Vì ngươi ghét sự rèn luyện, gạt bỏ sau lưng lời dạy dỗ ta. Ngươi tưởng ta giống như ngươi, nhưng ta sẽ quở trách ngươi, buộc tội ngươi ngay trước mặt ngươi. Ôi thôi, đừng nói lời sửa dạy với tôi. Chúa yêu tôi, anh đừng có định tội tôi. Tại sao ngươi đọc luật lệ ta? Vì sao ngươi nhận giao ước ta bằng môi miệng? Vì ngươi ghét sự rèn luyện, gạt bỏ sau lưng lời dạy dỗ ta. Một người lấy tiền của công ty nhưng lại đi nhà thờ và nói tôi được tái sanh. Nào chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé. Quý vị có theo kịp không? Chúng ta sẽ ly dị và lấy một cô bồ mới. Chúng ta sẽ có một kịch bản mới. Ồ, cô ta là người ngoại tình và cô ta đã bỏ chồng rồi. Nhiều tín đồ trong hội thánh ngày nay hay nói, chúng tôi có nhu cầu và Chúa hiểu điều này. Và Chúa hiểu tôi mà. Sao tôi càng giảng quý vị càng im lặng vậy? Kinh Thánh truyền bảo chúng ta chớ nói lời tục tiểu. Quý vị biết không, kính sợ Chúa sẽ giữ quý vị khỏi điều này. The fear of the Lord keeps you from that. Khi thần kính sợ Chúa đến trên quý vị, hãy canh chừng môi miệng của quý vị. Tại sao ngươi đọc luật lệ ta? Vì sao ngươi nhận giao ước ta bằng môi miệng? Vì ngươi ghét sự rèn luyện, gạt bỏ sau lưng lời dạy dỗ ta. Khi ngươi thấy kẻ trộm thì thỏa thuận với nó, ngươi đồng lõa với những kẻ ngoại tình. Chúa nói ngươi đồng lõa và thỏa thuận với kẻ ngoại tình. Ngươi tưởng ta giống như ngươi. Chúa nói rằng ngươi tưởng ta giống như ngươi. Nhưng ta sẽ quở trách ngươi và buộc tội ngươi ngay trước mặt ngươi. Đây là Chúa đang nói. Đúng vậy, là tín hữu chúng ta sẽ không khai trình tội của chúng ta vì tội của chúng ta đã được Chúa tẩy xóa bởi huyết của Chúa Giê-xu. Chỉ những người tôi thấy Chúa gọi là bạn hữu trong Kinh Thánh là những người run sợ trước lời của Ngài và vâng lời bất kể phải trả giá nào. Thật ra, tôi muốn quý vị suy nghĩ về điều này khi tôi kết thúc. Paulo nói trong ngày cuối cùng chúng ta sẽ hạ thấp hình ảnh của Đức Chúa Trời đời đời, đấng mà tôi giảng trong bài học vừa rồi.
Đấng dùng tay Ngài dang rộng vũ trụ này xuống thành con người hay hư nát. Họ biến Chúa thành bạn của họ. Và ý tôi nói là bạn theo kiểu bạn bè. Kính sợ Chúa sẽ giữ quý vị không làm chuyện này. Nó giữ quý vị an toàn để quý vị không sa ngã như Adam và Eva hay như dân Israel. Hãy ước ao kính sợ Chúa. Đó là sự hài lòng của Chúa Giê-xu. Hãy biến nó thành sự hài lòng của quý vị. Trong phần 4, chúng ta sẽ bàn đến việc trước khi Chúa bày tỏ vinh hiển của Ngài phải có trật tự thiên thượng, và khi vinh hiển Chúa được bày tỏ, chúng ta sẽ kinh nghiệm hoặc là phước lành lớn lao hoặc là sự phán xét nghiêm trọng. Amen, amen, amen. Cha ơi, trong danh Chúa Giê-xu, chúng con yêu mến Ngài. Chúng con ngợi khen sự oai nghi, quyền năng, vẻ đẹp và sự thánh khiết của Ngài. Một lần nữa, con xin Ngài phán với chúng con, không chỉ phán với chúng con mà còn ban cho tấm lòng và đời sống chúng con thần kính sợ Chúa. Chúng con cầu nguyện, tin và nhận lãnh trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Nào chúng ta hãy dâng cho Ngài sự ngợi khen một lần nữa. Dâng cho Ngài lời ngợi khen một lần nữa. Một lần nữa đi nào. Amen, amen. Xin mời quý vị ngồi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài 4 của loạt bài Kính Sợ Chúa. Quý vị có thích học loạt bài này không? Tôi có thể nói rằng quý vị là những người đói khát lời Chúa. Chúng ta có thể đặt tựa cho bài này là Trật tự, Vinh hiển, Phán xét. Trật tự, Vinh hiển và Phán xét. Điều trước tiên tôi muốn làm là tiếp tục nói về vinh hiển của Chúa. Tôi muốn nói một lần nữa, quý vị không thể hiểu hết sự kính sợ Chúa đích thực trừ khi quý vị tìm kiếm và hiểu biết hết vinh hiển của Chúa lớn lao là thế nào. Từ vinh hiển xuất hiện hàng trăm lần trong Kinh Thánh. Không may thay, nó đã bị lạm dụng vào những năm 80 và 90. Lúc đó, nó được nói đến rất nhiều và nói không đúng Kinh Thánh, nên có nhiều điều tiêu cực xảy ra. Tôi muốn loại bỏ điều này, vì vinh hiển của Chúa là điều rất quan trọng. Không chỉ cần nói đến mà còn cần tìm kiếm nữa. Quý vị nói amen. Đây là lời kêu cầu tận đáy lòng của Môi-se. Ông đã chứng kiến nhiều phép lạ diệu kỳ nhưng vẫn kêu cầu xin cho con thấy vinh hiển của Ngài. David là vua và có mọi thứ mà người ta thèm muốn kêu cầu. Chúa ơi, con tìm kiếm Ngài để ngắm xem quyền năng và vinh hiển của Ngài. Trong Thi Thiên đoạn 63 câu 2, Kinh Thánh nói chúng ta phải công bố vinh hiển Ngài giữa vòng các nước. Đây là những điều tôi sẽ nói đến trong bài học này. Tôi không biết quý vị có hiểu điều này không, nhưng tôi vẫn công bố vinh hiển của Ngài. Kinh Thánh nói Ngài sẽ hiện ra trong vinh hiển Ngài. Đây là lời kêu cầu tận đáy lòng của Phao-lô, của Giăng và cũng là lời kêu cầu của chúng ta. Quý vị có thể nói amen. Vậy vinh hiển của Chúa là gì? Chúng ta có thể sửa sai lại ý niệm này để tín hữu không rụt rè khi nghe từ này vì nó đã bị lạm dụng không? Quý vị có nghe kịp tôi không? Chúng ta hãy đọc ngay những gì Môi-se nói trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 33 câu 18. Xin hãy chỉ cho con thấy vinh hiển Ngài. Ông ở trên núi 40 ngày trong sự hiện diện của Chúa. Cuối cùng ông nói, Chúa ơi, xin chỉ cho con vinh hiển của Ngài. Đó là niềm đam mê của ông. Từ vinh hiển mà Môi-se dùng trong tiếng Hebrew là kapon. Từ điển Strong định nghĩa từ này là trọng lượng của một vật, nhưng theo nghĩa bóng và cũng là nghĩa tốt. Theo từ điển này, nó cũng có nghĩa là vinh quang hay vinh hiển. Môi-se cầu nguyện xin cho thấy Ngài trong tất cả vinh hiển của Ngài. Sau đó, Chúa nói, ta sẽ khiến tất cả sự tốt lành của ta. Lạ lùng là Môi-se xin Chúa cho thấy sự vinh hiển của Ngài và Chúa phán, ta sẽ khiến tất cả sự tốt lành của ta đi trước mặt con và ta sẽ công bố danh Đức Giê-hô-va. Từ Hebrew, tốt lành là từ Tov. T-O-O-B là cách quý vị phiên âm từ này, nhưng nó được viết là T-U-W-B. Từ này trong tiếng Hebrew nghĩa là tốt lành theo nghĩa rộng, không có gì che giấu hay giữ lại. Quý vị có hiểu không? Điều mà Chúa muốn nói là ta sẽ khiến mọi sự tốt lành của ta ngang qua người, không che giấu hay che phủ chính ta.
Nhưng ta sẽ phải che ngươi vì không ai thấy mặt ta mà sống. Phải không nào? Nào, hãy nghe điều gì xảy ra. Ngài nói tiếp, ta sẽ công bố danh Chúa trước mặt người. Trước khi vua bước lên ngài, nào, hãy cùng tôi suy nghĩ về việc này. Tại nhà, vua đối với vợ con vua là chồng và là bố. Đúng không nào? Nhưng tại cung vua, ông hoàn toàn là một con người khác. Ông bày tỏ hoàn toàn khác. Có một sự tôn kính nơi ông. Trước khi vị vua đó bước vào cung điện, có một sứ giả loan báo. Một khi mọi thứ đều ổn định trật tự, mọi người đều ở vào vị trí của mình. Họ được huấn luyện để hành xử khi vua bước vào. Đúng không nào? Người loan tin công bố tên của vua. Và vua bước ra trong trang phục áo bào với tất cả hào quang vinh hiển của vua. Không có chuyện nhầm lẫn ai là vua ngồi trên ngai đó. Nếu quý vị thấy vua trên đường phố mặc áo sơ mi, quý vị chắc có lẽ không nhận ra ông. Nhưng khi ông ngồi trên ngai thì không có chuyện nhầm lẫn là vua. Kurt Warner là bạn của tôi. Chúng tôi gặp nhau 2 lần một năm. Đúng không nào? Hãy lắng nghe điều gì xảy ra. Khi tôi thấy Kurt, anh mặc áo sơ mi, quần jean, anh trông giống như một con người lịch thiệp. Nhưng nếu quý vị vào sân vận động Arizona, và tôi biết bây giờ anh đã về hưu rồi, có lẽ 80.000 người ở đó, khi anh lên sân khấu, có hào quang nơi anh. Ồ, anh đứng ngay vị trí danh dự. Quý vị có hiểu điều này không? Có hào quang, có sự vinh hiển và vinh quang ở đó. Quý vị có nghe kịp không? Đó là điều liên hệ đến vua. Chúa phán, ta sẽ công bố danh của Chúa trước mặt ngươi. Hay nói cách khác, Ngài phán, nào ta sẽ là người công bố danh ta và ta sẽ đi trước người. Amen. Quý vị có thể nói amen điều này không? Chúng ta thấy vinh quang của Chúa là mọi điều thuộc về bản thể của Ngài là Đức Chúa Trời. Tất cả đặc tính, uy quyền, quyền năng và khôn ngoan, tất cả oai nghi và sức nặng vô biên của Đức Chúa Trời đều nằm trong vinh hiển của Ngài. Không có gì che giấu hay giữ lại. Đó là vinh hiển của Chúa, đúng không nào? Quý vị thấy không, như tôi đã nói, khi Chúa Giêsu được sống lại từ kẻ chết, Ngài ăn sáng với các môn đồ tại bờ biển. Nhưng sau đó, Ngài bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho sứ đồ Giăng trên đảo Patmo và Giăng đã ngã xuống như người chết. Chúa đã bày tỏ chính Ngài trong Cựu Ước. Ngài hiện ra với Abraham tại cây dẻ bợp. Và Abraham thật sự ăn tiệc với Ngài. Đúng không? Nhưng Ngài không bày tỏ trong vinh hiển tỏ bày của Ngài. Hãy suy nghĩ vị vua ở cung điện với gia đình của ông. Nhưng khi Chúa đến ngự trên núi, dân Israel chạy trốn vì vinh hiển của Ngài. Quý vị có hiểu điều này không? Niềm khát khao của Chúa là đem chúng ta, hãy nghe kỹ, đó là đem chúng ta đến sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Mục tiêu của Ngài dành cho quý vị được tìm thấy trong Khải Huyền đoạn 22 câu 4. Quý vị biết Kinh Thánh nói về người chiến thắng trong Khải Huyền 22 câu 2. Chúng ta sẽ thấy mặt Ngài, điều mà Môi-se bị khước từ. Chúng ta sẽ nhìn thấy khát khao của Ngài là đem quý vị, con cái của Ngài, vào sự hiện diện vĩ đại, lớn lao và vinh hiển của Ngài. Không có gì che giấu hay giữ lại. Ngài muốn nắm lấy quý vị. Quý vị có hiểu không? Ngài muốn nắm lấy quý vị như cách mà một vị vua nắm lấy. Đó là vinh hiển của Ngài. Tôi chuẩn bị giảng tại hội nghị ở Saskatchewan, Canada. Và vị mục sư giới thiệu tôi. Và thình lình, Chúa dẫn dắt tôi qua cả Kinh Thánh và tỏ cho tôi một tiến trình xảy ra trong Kinh Thánh. Quý vị có hình dung nổi không? Chỉ trong vòng 2 phút, diễn giả giới thiệu tôi, Ngài dẫn tôi đi từ Sáng Thế Ký đến Tân Ước bởi Thánh Linh. Và Ngài tỏ cho tôi một khuôn mẫu thiên thượng trong Kinh Thánh, đó là trật tự. Mọi người hãy nói trật tự. Trước khi vinh hiển của Ngài được bày tỏ, phải có một trật tự thiên thượng. Một khi trật tự thiên thượng được thiết lập, vinh hiển của Ngài luôn luôn được bày tỏ. Một khi vinh hiển được bày tỏ, có một phước hạnh và ích lợi lớn lao. Nhưng bất kỳ sự bất kính nào bày tỏ trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài, một khi được bày tỏ thì có sự phán xét theo sau. Hãy để tôi chỉ cho quý vị khuôn mẫu này. Nó bắt đầu trước hết tại vườn Eden. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 2, chúng ta thấy đất vô hình và trống không và bóng tối bao trùm trên mặt vực sâu và Thánh Linh của Chúa che phủ trên mặt nước. Điều mà tôi trình bày bây giờ sẽ là nền tảng cho các bài học còn lại. Tôi nhận biết rằng điều mà tôi chia sẻ sắp tới hơi thần học.
Nhưng quý vị xin kiên nhẫn với tôi. Còn nếu không, ích lợi của những gì tôi sắp nói ra trong bài 5, bài 6, bài 7 và 8 sẽ không là gì nếu quý vị không hiểu điều này. Quý vị có theo kịp không? Chúng ta sẽ đi vào thần học vài phút nhé. Và Kinh Thánh nói đất vô hình và trống không, từ Hebrew là haya và tohu, nghĩa là không có hình thể và hỗn loạn. Chúng ta thấy rõ lúc đó không có trật tự trên đất. Quý vị có thấy điều này không? Chúa để 6 ngày để tạo dựng trật tự thiên thượng. Ngài tạo ra nước, cây cối, Ngài tạo ra trật tự từ sự hỗn độn. Sau 5 ngày, Ngài thiết lập trật tự. Ngài hoàn tất xong và vào ngày thứ 6, Ngài tạo dựng nên thân thể con người. Quý vị phải nhận biết rằng mọi sự trong thân thể vật lý của quý vị, mọi nguyên tố và tế bào mà quý vị tìm thấy trong thiên nhiên, Chúa kết hợp tất cả hợp chất này với nhau gọi là cơ thể khi Ngài làm. Kinh Thánh nói Ngài hà hơi thở hay thánh linh vào lỗ mũi con người và con người trở thành một sinh vật sống. Lạ lùng là lúc đó, người nam và người nữ đều không mặc quần áo. Và Kinh Thánh nói trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 25, cả hai đều trần truồng, người nam cùng vợ mình đều không hổ thẹn. Tất cả các tạo vật khác đều có áo mặc. Cá có vảy, thú vật có lông, chim chóc cũng có lông. Riêng Adam và Eva không có quần áo mặc. Tại sao? Tác giả Thi Thiên cho biết trong Thi Thiên đoạn 8 câu 5 rằng Chúa mặc cho Adam và Eva sự vinh hiển và tôn trọng. Mọi người hãy nói vinh hiển. Từ mặc lấy là từ Hebrew Ata, nghĩa là bao bọc hay bao quanh. Lý do Adam và Eva không cần quần áo là vì họ được vinh hiển Chúa che phủ. Khi Giăng thấy Chúa Giêsu trên đảo Patmo, ông thấy Ngài trong sự vinh hiển. Tôi tin sự vinh hiển của Chúa lúc đó là lớp che, là chiếc áo che cho Adam và Eva. Phước hạnh thì vô số kể, hoa quả của đất dư dật, thú vật thì sống hài hòa với nhau. Lúc đó không có bão tố, động đất hay thiên tai. Lúc đó không có bệnh tật hay đau yếu và nghèo thiếu. Phước hạnh lớn lao là khi Chúa thở vinh hiển Ngài vào con người. Quý vị có theo kịp không? Nhưng điều gì xảy ra khi con người phạm tội? Khi con người không kính sợ Chúa, nghĩ rằng con người có thể trở thành Đức Chúa Trời mà không cần Đức Chúa Trời. Có sự phán xét ngay lập tức, bây giờ Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn và phải làm đổ mồ hôi, đất mới sinh ra hoa quả. Bây giờ thì có bệnh tật, đau yếu, đau khổ, nghèo thiếu, tất cả những thứ này xảy đến cho con người. Tại sao? Vì Chúa đặt Adam cai trị cõi tạo vật. Khi Adam sa ngã, mọi thứ dưới quyền Adam sa ngã, đó là lý do thiên nhiên than thở và quặn thắt ngay bây giờ để chờ đợi sự bày tỏ của con cái Chúa. Thiên nhiên kêu gào khi chúng ta được phục hồi lại trong vinh hiển Ngài. Và một lần nữa, Chúa Giêsu cai trị cùng với chúng ta trên đất này, thiên nhiên sẽ được giải cứu khỏi sự trói buộc mà Adam gây ra. Sư tử sẽ ăn rơm, trẻ em sẽ chơi gần hang rắn. Quý vị có theo kịp hay không? Ngày đó sẽ là một ngày phước hạnh, đúng không nào? Chúng ta đã đi qua 1.000 năm và Chúa tìm được một người bạn tên là Abraham. Ngài bảo Abraham rằng dòng dõi ngươi sẽ là khách lạ bị áp bức ở đất khách quê người gọi là Ai Cập. Sau 430 năm bị áp bức, Chúa dấy lên một người giải cứu. Mọi người hãy nói đi, người giải cứu. Người giải cứu đó tên là Môi-se. Môi-se đem dân Israel vào đồng vắng, như tôi đã nói cho quý vị. Chúa ngự xuống núi, dân chúng chạy trốn. Ngài phán rằng, nào, hãy xem, khao khát, ước ao của ta là ngự với dân sự ta trong vinh hiển của ta. Đúng không nào? Trong suốt Ai Cập ký đoạn 25 câu 8, Ngài phán, hãy bảo họ làm cho ta một đền thánh để ta ngự giữa vòng họ. Nói cách khác, vì Ngài không thể bày tỏ chính Ngài cách công khai, ngọn núi đó chứng tỏ điều đó. Ngài phán, ta phải xây một đền thánh để ta có thể đặt sự vinh hiển ta, sự hiện diện lớn lao của ta ngự trong đền thánh đó và gần gũi họ. Chúa ước ao gần gũi chúng ta, đúng không nào? Điều gì xảy ra? Chúa ban cho Môi-se những chi tiết cụ thể về cách xây đền thánh này. Đền thánh này được làm theo khuôn mẫu của đền thờ ở thiên đàng. Tất cả những thợ thủ công để cả năm để làm nên đền thánh gọi là đền tạm, đúng không? Xuất Ai Cập ký đoạn 40 câu 33 nói Môi-se làm xong việc. Ông làm xong việc xây cất đền tạm có một trật tự thiên thượng. Mọi người hãy nói trật tự thiên thượng.
Một khi có trật tự thiên thượng, chúng ta đọc trong câu kế tiếp. Sau đó có đám mây che phủ đền tạm, chứng cớ và vinh hiển của Chúa đầy dãy đền thờ. Hãy quan sát, đám mây che phủ đền tạm, nhưng vinh hiển thì đầy dãy đền thờ. Vinh hiển của Chúa không phải là đám mây. Ngài phải che sự hiện diện của Ngài bằng đám mây dày đặc vì dân chúng không thể chịu nổi. Quý vị có theo kịp không? Kinh Thánh nói Môi-se không thể bước vào đền tạm vì vinh hiển Chúa đầy dãy đền thờ. Đức Chúa Trời là đám lửa thiêu đốt. Khi quý vị nghĩ về đám lửa thiêu đốt, đừng nghĩ về mặt trời vẫn có những điểm tối. Đừng nghĩ đến tia laser vì tia laser có điểm tối trong đó. Đức Chúa Trời là ánh sáng tinh rồng. Thật ra trong Timôthê nhất, đoạn 6 câu 15-16, Phao-lô nói với Timôthê, Ngài là đấng đáng chúc tụng đời đời và là đấng chủ tể duy nhất, là vua trên muôn vua, là chúa trên muôn chúa, chỉ mình Ngài sống mãi không hề chết. Ngài ngự trong ánh sáng không ai có thể đến gần được, chưa người nào từng thấy Ngài cũng không ai có thể thấy Ngài được. Lý do Phao-lô viết điều này là vì ông kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa trên đường đến Đa-mách. Ông nói với vua, giữa trưa, hãy nghĩ đến giờ trưa tại Trung Đông, mặt trời rất chói đến độ đá cũng phải phản chiếu ánh nắng. Vào lúc giữa trưa, muôn tâu, tôi bỗng thấy ánh sáng từ trời, sáng hơn cả mặt trời. Ánh sáng chiếu xuống chung quanh tôi và các bạn đồng hành trong công vụ đoạn 26 câu 13. Phao-lô không thấy mặt Chúa Giê-xu. Ông kêu lên, lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa Giê-xu phán, ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Ngài phán, ánh sáng từ sự hiện diện của Ngài. Tôi không thấy Ngài, chói sáng hơn cả mặt trời ban trưa. Quý vị có thắc mắc tại sao Kinh Thánh nói khi Chúa Giê-xu trở lại trong vinh hiển của Ngài, mặt trời biến thành tối tăm, mặt trăng và ngôi sao không chiếu sáng? Điều gì xảy ra? Ngài thay đổi tất cả điều này. Bây giờ quý vị có thấy trong thiên nhiên, nếu quý vị nhìn các ngôi sao vào ban đêm, tất cả đều ở trên bầu trời, đặc biệt ở đây Colorado. Nhưng điều gì xảy ra vào buổi sáng khi mặt trời mọc lên? Phải tất cả các ngôi sao trốn chạy không? Có phải chúng chạy sang bên kia quả đất không? Không, các ngôi sao vẫn còn đó, nhưng vinh quang của mặt trời chói sáng hơn vinh quang của các ngôi sao, nên làm cho các ngôi sao bị che khuất. Nhưng khi Chúa Giê-xu trở lại, vinh hiển của Ngài quá vinh hiển, nên mặt trời dù rất chói sáng sẽ không chiếu sáng nữa, vì vinh hiển của Ngài sẽ che khuất mặt trời. Nào, chúng ta hãy quay lại đền tạm của Môi-se. Một khi vinh hiển đầy dãy đền tạm thì phước lành và sự cung ứng đến với dân sự, đúng không nào? Chúng ta đọc trong Lê-vi-ký đoạn 10 câu 1 nói, hai con trai của A-rôn là Nadab và Abihu lấy lư hương của họ, bỏ lửa vào rồi bỏ thêm hương và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Chúa, trái với mạng lệnh của Ngài. Hãy để tôi nói với quý vị nghe điều này. Nadab và Abihu là hai trong bốn người con của A-rôn. Lúc này chỉ sáu người trên hành tinh này được phép bước vào sự hiện diện của Chúa. Sáu người này là ai? Môi-se, A-rôn và bốn con trai của A-rôn. Hai người này là hai người được phép vào. Có bao nhiêu người trong quý vị biết rằng ngày nay mỗi tín hữu được tái sanh được phép bước vào sự hiện diện của Chúa? Cách nào? Qua huyết Chúa Giê-xu, qua con đường mới và sự sống. Nhưng lúc này chỉ sáu người trên đất này được phép bước vào sự hiện diện của Chúa. Hai người trong sáu người là Nadab và Abihu. Để ý rằng Nadab và Abihu bước vào, họ dâng lửa lạ. Mọi người hãy nói lửa lạ. Từ lạ được định nghĩa là cho cái gì thánh là tục. Xem điều thánh thiện là bình thường. Từ điển Webster định nghĩa từ này là bất kính. Nadab và Abihu bước vào sự hiện diện của Chúa. Quý vị phải hiểu rằng họ đã làm việc này. Vinh hiển đầy dãy đền tạm và vào cuối sách xuất Ai Cập. Nhưng trong Lê-vi ký 10, chúng ta không biết mất bao nhiêu năm mới đến lượt Nadab và Abihu phục vụ trong sự hiện diện của Chúa. Mỗi năm một lần thầy tế lễ thượng phẩm bước vào, nhưng nhiều người cũng bước vào nơi thánh điều đặn. Điều xảy ra là họ đâm ra quen thuộc với sự hiện diện của Chúa. Họ đánh mất sự kính sợ Chúa. Quý vị có theo kịp không? Họ bước vào với sự bất kính. Mọi người hãy nói sự bất kính. Tôi muốn quý vị để ý những gì xảy ra. Chúng ta đọc ngay chính câu kế tiếp. Lửa ra từ Chúa thiêu đốt họ và họ chết trước mặt Chúa. Đây là cái chết mà người ta phải đem đi chôn ngay và phải chôn thật sâu xuống đất. Cái chết. Đây là những thầy tế lễ của Chúa. Những người này là con trai của A-rôn, là cháu của Môi-se. Ngã chết vì họ bước vào sự hiện diện của Ngài với sự bất kính. Sự phán xét tức thì. Môi-se nói với A-rôn, đây là điều Chúa phán rằng,
Việc này cho thấy ý nghĩa của lời Chúa khi Ngài phán dạy rằng ta sẽ tỏ mình thánh khiết giữa vòng những người đến gần ta, ta sẽ được tôn vinh trước mặt mọi người. A-rôn nín lặng trong Lê-vi ký đoạn 10 câu 3. Môi-se truyền bảo A-rôn một mạng lệnh phổ thông và đời đời. Tôi có ý muốn nói gì? Môi-se trích lời mà Chúa đã phán với ông trước đó. Đây là điều Chúa phán. Đây không phải là ý tưởng do Môi-se nghĩ ra. Xin nhắc lại, đây không phải là ý tưởng do Môi-se nghĩ ra. Phổ thông nghĩa là áp dụng cho mọi tạo vật, dù là con người hay là thiên sứ. Còn đời đời nghĩa là gì? Nghĩa là từ trước đến giờ và về sau, nó vẫn là như vậy. Không có thay đổi gì cả. Chúa phán, ta phải được tôn thánh bởi những người đến gần ta. Không phải là ta nên, không phải là ý kiến hay, mà là phải xem là thánh. Tôi muốn thách thức quý vị trước khi quý vị làm theo những gì Chúa phán trong bài cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Hãy để thì giờ suy gẫm về sự oai nghi của Cha mà quý vị gọi là Cha chúng con. Ngài là Cha quý vị, nhưng Ngài cũng là đám lửa thiêu đốt. Và Ngài là vua của cả vũ trụ này. Quý vị có thể nói Amen. Có sự phán xét tức thì vì hai người con này được phép bước vào sự hiện diện của Chúa nhưng đã dâng lửa lạ. Nào chúng ta hãy đến đền thờ. Khoảng 500 năm sau đó, chúng ta sẽ đến thời David. Ông có một khát khao phục hồi sự hiện diện của Chúa cho dân Israel. Chúa phán, David, con có quá nhiều chiến tranh. Ta muốn con của ngươi xây đền thờ cho ta. Dân Israel đã vào xứ hứa, họ không cần một đền tạm vì họ không đi lang thang như khi họ ở sa mạc. Và Chúa phán, thôi được, bây giờ ngươi có thể xây cho ta một ngôi đền. Đây vẫn không phải là đền thờ mà ta thật sự muốn, vì đền thờ mà ta thật sự muốn không làm bằng tay con người, nhưng để làm cho ta một đền thờ. Ta muốn con của ngươi sẽ làm việc này. Solomon để 7 năm để xây đền thờ nguy nga này. Cần đến 4.000 tấn vàng. Còn bạc thì là 40.000 tấn. Còn đồng thì vô số kể, không thể cân hết. Nói đến một đền thờ cực kỳ nguy nga. Salomon cùng tất cả thợ thủ công tài ba và thợ xây dựng xây đền thờ đến 7 năm. Trong Sử ký nhì đoạn 5 câu 1, Kinh Thánh nói tất cả mọi công việc mà Salomon đã làm cho nhà Chúa đều hoàn tất, trật tự thiên thượng. Mọi người hãy nói trật tự thiên thượng. Salomon quy tụ tất cả dân Israel tại Jerusalem, nơi đền thờ tọa lạc. Trong câu 17, chúng ta đọc tất cả các thầy tế lễ biệt riêng ra để chuẩn bị cho sự hiện diện của Chúa. Không có sự bất kính vì các thầy tế lễ này nhớ lại điều đã xảy ra cho người bà con của họ là Nadab và Abihu. Câu 12 cho biết, có 120 thầy tế lễ đã biệt riêng ra. Mọi người hãy nói 120 đi. Tôi muốn quý vị nhớ điều này ở bài học sau. Ở câu 13 cho biết khi 120 người thổi kèn và ca sĩ đồng thanh như một. Mọi người hãy nói như một. Tôi muốn quý vị nhớ điều này ở bài học tới. Để đồng thanh dâng lên Chúa, rồi hãy xem câu 13 và 14. Đền thờ Chúa đầy dãy mây đến nỗi thầy tế lễ không thể tiếp tục hầu việc do đám mây. Vì vinh hiển của Chúa đầy dãy đền thờ Chúa. Đức Chúa Trời trong sự vĩ đại của Ngài đầy dãy đền thờ. Đó là lý do không ai có thể bước vào. Sự vĩ đại tỏ bày của Ngài đầy dãy đền thờ. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Quý vị có theo kịp không? Một lần nữa, chúng ta thấy trật tự thiên thượng, đền thờ được xây cất hết 7 năm. Một khi có trật tự thiên thượng, vinh hiển Chúa được bày tỏ, và chúng ta thấy dân Israel kinh nghiệm phước lành và thịnh vượng như chưa hề thấy trước đây. Dưới sự cai trị của Salomon, dân Israel trước đây chưa hề kinh nghiệm sự thịnh vượng và phước lành, đúng không nào? Tuy nhiên, như trước đây,
sự bất kính bắt đầu xuất hiện. Trong Sử Ký Nhì đoạn 36 câu 14 cho đến 16, Kinh Thánh nói, những thầy tế lễ, lãnh đạo và dân chúng ngày càng trở nên bất trung. Chúa, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ đã nhiều lần sai các sứ giả Ngài đến với chúng vì Ngài thương xót dân Ngài và nơi Ngài ngự. Nhưng chúng nhạo báng các sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh thường lời Chúa. Họ chế giễu các tiên tri của Ngài. Vì thế, cơn thịnh nộ của Chúa nổi lên trừng phạt dân chúng không còn phương cứu chữa nữa. Họ chế nhạo, họ hoàn toàn mất đi lòng kính sợ Chúa. Sau đó, sự phán xét xảy ra trong Sử Ký Nhì đoạn 36 câu 17 đến 19, Chúa cho vua Babylon đến trừng phạt chúng. Vua này dùng gươm giết những thanh niên trong nơi thánh. Người không tha mạng cho thanh niên, thiếu nữ, người già, kẻ yếu ớt. Chúa phó họ cho vua Nebuchadnezzar. Quân Babylon đốt hết đền thờ Đức Chúa Trời, phá hủy tường thành Jerusalem, thiêu đốt mọi cung điện và báu vật trong thành. Sự phán xét đến một lần nữa. Nếu quý vị muốn lắng nghe thêm sự giảng dạy đầy quyền năng của diễn giả John và Lisa Bevere, nếu quý vị biết ai đó nói những thứ tiếng mà không phải là tiếng Anh, xin hãy vào trang web www.cloudlibrary.org. Hãy chọn thứ tiếng của bạn. Tôi chọn những tư liệu trong thư viện như sách ebook. Cùng những sách vở và tư liệu cập nhật thường xuyên và nhiều thứ nữa. Để biết thêm, hãy vào trang web www.cloudlibrary.org. Chúng ta thấy khuôn mẫu trong Cựu Ước về trật tự, vinh hiển và phán xét. Bây giờ chúng ta đến với thời mới. Mọi người hãy nói thời mới. Chúng ta đến với thời kỳ của Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu. Thời kỳ đã đến khi Chúa sẽ ngự trong đền thờ mà Ngài hằng ao ước ngự. Đó là đền thờ của con người. Đúng không nào? Tiến trình này bắt đầu như thế nào? Chúng ta phải có trật tự thiên thượng. Ai là người mang lại trật tự thiên thượng? Tên ông là Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít được kêu gọi ngay từ đầu phúc âm về Chúa Giê-xu trong Mác đoạn 1 câu 1. Một số người nghĩ Giăng Báp-tít là tiên tri của Cựu Ước. Tôi không tin điều đó vì ông có mặt ngay từ đầu trong bốn sách phúc âm, và thật ra Mác nói ông là khởi đầu của phúc âm của Chúa Giê-xu và sau đó nói về chức vụ của ông. Nếu quý vị xem những lời của Chúa Giê-xu Ngài phán trong Luca đoạn 16 câu 16, luật pháp và tiên tri cho đến Giăng. Ngài không nói luật pháp và tiên tri cho đến ta. Tại sao? Vì Giăng Báp-tít là khởi đầu của phúc âm của Chúa Giê-xu. Giăng giảng điều gì? Báp têm về sự ăn năn. Amen. Thiên sứ nói trong Luca đoạn 1 câu 16 17 và người sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Đức Chúa Trời của họ chuẩn bị. Mọi người hãy nói chuẩn bị. Một dân sẵn cho Chúa. Esai nói tương tự. Thiên sứ chỉ trích lời Esai nói về rằng có tiếng của người kêu trong đồng vắng. Chuẩn bị con đường của Chúa, làm thẳng một xa lộ cho Đức Chúa Trời chúng ta trong sa mạc. Mọi thung lũng sẽ được nâng cao, mọi núi đồi sẽ bị hạ thấp. Những nơi gồ ghề sẽ thành bằng phẳng, những chỗ lồi lõm sẽ trở nên đồng bằng. Trong Esai đoạn 40 câu 3 đến câu 6, Esai nói, phải có sự sang bằng. Chúng ta có những nơi lồi lõm, chúng ta có những nơi gồ ghề. Trước khi quý vị xây nhà, quý vị phải sang mặt bằng. Quý vị có bao giờ thấy người ta xây một tòa nhà lớn không? Họ đem xe ủi đến và họ mất nhiều ngày để sang bằng đất, đúng không nào? Đó là nhiệm vụ của Giăng. Loại bỏ mọi kiêu ngạo của con người, những mặt nạ tôn giáo, tình trạng giả hình trong dân sự Chúa. Ông đến phơi bày và xử lý chuyện này, giảng về phép báp têm ăn năn. Từ báp têm nghĩa là nhận chìm, một sự ăn năn hoàn toàn và đầy đủ. Đó là nơi khởi đầu của phúc âm. Đó là lý do tôi không thể hiểu nổi chúng ta giảng phúc âm ngày nay ra sao mà nếu không giảng sự ăn năn. Đây là một trong những giáo lý nền tảng. Nếu quý vị xem sách Hebrew, giáo lý nền tảng là ăn năn khỏi các công việc chết và rồi đức tin đến với Đức Chúa Trời. Trước hết phải sang bằng cánh đồng, hạ các núi kêu ngạo xuống, phục hồi sự kính sợ Chúa. Vì đối với quý vị, những người kính sợ Chúa, thì sứ điệp này, ơn cứu rỗi này được sai đến cho quý vị. Amen. Amen. Nếu quý vị giảng một phúc âm nói về báp têm ăn năn, quý vị sẽ có một hội thánh xây trên nền tảng vững chắc. Nó không bị sang bằng. Nó không bị sang bằng. Quý vị sẽ thành một dấu hiệu.
quý vị sẽ trở thành một dấu hiệu và lời đàm tiếu cho mọi thế hệ mai sau. Tôi không muốn thế hệ tôi trở thành một dấu là lời đàm tiếu và người ta ở thế hệ sau lắc đầu và nói về chúng ta như là những con người ngu dại. Đó là lý do mà chúng ta cần những người rao giảng dạy không chỉ tin lành mà còn là giảng những đòi hỏi, và đó chính là báp têm về sự ăn năn, xoay khỏi những công việc chết mà trở lại với Đức Chúa Trời hằng sống. Quý vị có nói amen không? Một khi công việc của Giăng xong thì điều gì xảy ra? Sau đó Chúa Giêsu đến. Ngài được gọi là thợ lành nghề. Chúa Giêsu đến và Kinh Thánh nói không có một nền nào khác ngoài nền đã lập là Chúa Giêsu, trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 11. Giăng sang bằng đất, chuẩn bị cho nó sẵn sàng, và Chúa Giêsu lập nền và bắt đầu xây đền thờ của Chúa để Ngài ngự đời đời, và đó là hội thánh. Quý vị có nghe kịp không? Chúa Giêsu để 3 năm rưỡi bày tỏ cho chúng ta con đường của nước Chúa. Ngài đến để giảng tin lành về nước trời. Quý vị phải nhớ rằng Ngài giảng bám gót theo Giăng, vì luật pháp và tiên tri cho đến Giăng. Chúa Giêsu phán: bây giờ ta đem tin lành về nước trời, vì chúng ta sẽ nói đến khía cạnh ăn năn. Há không lạ lùng là những người thu thuế, những tên trùm mafia và binh lính lại tiếp cận Giăng và Chúa Giêsu sao? Những người Pharisee chống đối Giăng, chống đối Chúa Giêsu, vì nền của họ không sẵn sàng. Bước cuối cùng trong tiến trình là của lễ của chiên con Đức Chúa Trời, và đó là Chúa Giêsu. Nếu quý vị xem đền tạm trong đoạn cuối, Aaron dâng một số con chiên con. Salomon ngay trước khi vinh hiển đầy dãy đền thờ đã dâng các con chiên. Quý vị có theo kịp không? Chúa Giêsu là chiên con hy sinh, Ngài phó sự sống của Ngài. Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại từ kẻ chết sau khi chịu chết trên cây thập tự giá, và sau đó Chúa Giêsu rưới huyết Ngài trên nắp thi ân của Chúa. Một lần cho đến đời đời, một lần và vĩnh viễn. Chúng ta không cần phải dâng con chiên, con dê, con bò một năm một lần nữa. Bây giờ công việc đã xong cách vĩnh viễn rồi. Chúng ta thấy đền tạm được chuẩn bị nên chúng ta đến phần nói về vinh hiển. Trong Công vụ đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 3 chúng ta đọc: vào ngày lễ ngũ tuần đến, hết thảy đều nhóm lại một nơi. Có 120 môn đồ trên phòng cao và họ hiệp một với nhau. Quý vị có nhớ chúng ta đọc gì trong sách Sử Ký không? 120 thầy tế lễ, có đúng không nào? Thình lình có tiếng động từ trời như tiếng gió thổi mạnh đầy cả nhà môn đệ ngồi. Có những lưỡi như lửa xuất hiện, rải ra và đậu trên mỗi người. Tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh. Trước hết, tôi muốn quý vị quên hình ảnh mà quý vị học ở trường Chúa Nhật lúc quý vị còn nhỏ. Đó là hình ảnh các môn đồ mặc áo dài, có tia sáng to tướng bay trên đầu họ. Đó không phải là Kinh Thánh nói. Tôi nói đó không phải là Kinh Thánh nói. Họ được báp têm trong lửa. Từ báp têm nghĩa là nhận chìm. Chúng ta có từ tràn ngập nghĩa là nhận chìm. Thân thể quý vị cao, dài và dáng mảnh mai, và nếu thân thể quý vị được báp têm trong lửa, nó giống như cái lưỡi. Quý vị có thấy hình ảnh này không? Vinh hiển Chúa đầy dẫy đền thờ Ngài một lần nữa. Đền thờ mà Ngài hằng ao ước ngự vào. Bây giờ, Đức Chúa Trời ngự một lần nữa. Như trường hợp của Adam, trong đền thờ mà Ngài hằng ước ao đầy dẫy. Quý vị có thấy điều này không? Chúng ta thấy trật tự thiên thượng xuất hiện trong Tân Ước. Sau đó, Đức Chúa Trời đầy dẫy đền thờ bằng vinh hiển trong Công vụ 2. Trong bài tới, chúng ta sẽ chia sẻ cho quý vị bước kế tiếp, đó là sự phán xét. Quý vị sẽ được mở mắt rất nhiều vì quý vị biết điều tôi sắp nói tới. Có một cặp vợ chồng tên là Anania và Sapphira đã nói dối và không tôn trọng Thánh Linh, và họ chết ngay lập tức. Có người sẽ hỏi, tôi biết nhiều mục sư nói dối, sao họ không chết ngay? Quý vị sẽ hiểu các chi tiết này ở bài sau. Quý vị sẽ hiểu, Chúa ước ao đem chúng ta trở lại vị trí nơi mà chúng ta bước đi trong vinh hiển Ngài. Ê-sai tiên tri nói, vì này bóng tối sẽ bao trùm quả đất và tối tăm sẽ che phủ các dân,
Nhưng Chúa sẽ tỏa sáng trên ngươi và vinh quang Ngài sẽ chiếu sáng trên ngươi. Ê-sai đoạn 60 câu 2. Nó sẽ chiếu sáng ra và nó hiện ở trong lòng chúng ta. Ngài đã đặt vinh hiển Ngài trong lòng chúng ta, nhưng Ngài phán vinh hiển đó sẽ chiếu trên chúng ta. Chúng ta sẽ đến với một số điều ở bài học tới và sẽ làm cho quý vị muốn nhảy lên khỏi ghế ngồi vì quý vị vô cùng phấn khởi. Amen. Trong phần 5, trì hoãn sự phán xét, chúng ta sẽ xem xét có những giai đoạn trong lịch sử khi nào và tại sao Chúa phán xét con người. Chúng ta cũng đào sâu vào các lời hứa của Chúa đến với một người kính sợ Chúa.